Nào, các bạn bây giờ các bạn ba sọc muốn mình nói đầu tiên vấn đề về về mình thì mình không không muốn nhắc về lịch sử. Vì nói thực sự là nếu mà nhắc về lịch sử ấy thì chính mình là người mà gọi là ăn mày quá khứ. Mình không phải là người ăn mày quá khứ. Việt Nam Cộng Hòa họ không ăn mày quá khứ. Bởi vì quá khứ của họ chả có cái gì để mà ăn mày. Nói thẳng ra là như vậy. Thời Việt Nam Cộng Hòa thì được Mỹ dựng lên, mọi đến 80% viện trợ là từ Mỹ, 80% viện trợ là từ Mỹ trong một thời gian dài đó, 80% là viện trợ từ Mỹ từ gian dài. Và sau suốt 20 năm tồn tại thì không hề phát triển được một ngành công nghiệp hoặc ngành một ngành công nghiệp nặng hoặc công nghiệp nhẹ như thế nào, được bao nhiêu. Còn lúa ấy, thì bản chất là được phù sa ở sông 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 Hồng bồi đắp thì nó có từ ngày xưa rồi, nhưng năng suất thì cũng không 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 thể so sánh. Mình không muốn so sánh, bây giờ thì sẽ tốt hơn nhưng mà năng ngày xưa thì do liên quan đến cái về khoa học kỹ thuật thì cũng không không muốn so sánh đấy. Nhưng công nghiệp và công nghiệp nặng và công nghiệp nhẹ gần như không phát triển được cái gì trừ cây cao su, nhưng để mà là bán mủ thôi. Còn để mà bán thành những sản phẩm mà nổi tiếng như kiểu đệm kim đan bây giờ ấy, là không có, không có. Ô đùa đâu, mọi người không biết thôi chứ, biết mọi người có để ý không, như cái đệm kim đan bán có đắt hơn đệm nhập khẩu từ Hàn Quốc. Chứ không phải chuyện đơn giản đâu. Mà cái đấy thì cực bền 10 năm, 20 năm vẫn không không bị làm sao, 20 năm nữa không bị làm sao. Đệm kim đan đó. Việt Nam bây giờ này có những mọi người chẳng qua mọi người không để ý thôi, chứ có nhiều cái sản phẩm nó nổi trội lắm. Biết rocket 1 giờ không? Nếu bạn được Mỹ nuôi sung sướng bạn có thích không? À, mình bạn hỏi câu này thì mình trả lời thật nhé. Thứ nhất, nếu Mỹ nuôi mình sung sướng và tức là bỏ tiền mình sung sướng nhé, và mình cũng có thể là có cái nhân quyền của mình cộng với nhân quyền của mình cộng với cả cuộc sống gia đình mình, cuộc sống gia đình mình ok tốt, họ hàng gia đình mình tốt, có nhân có quyền tự quyết, có nhân phẩm thì mình thích. Đấy là chuyện bình thường, có gì đâu. Nhưng chuyện đấy là không bao giờ xảy ra. Những chỗ nào có tiền thì không có một người ngu, bạn hiểu không? Họ cho mình cái gì thì chắc chắn họ sẽ phải nhận được lại cái gì. Về bản chất của kinh doanh, bản chất của tư bản nó là như vậy. Và họ cho đi một, bản thân mình đấy, trả nước một thì phải nhận được ít nhất là năm, chứ không cho không ai cái gì. Thì đó, vấn đề là mình nếu bảo chỉ dừng lại cái đó thì mình đồng ý. Cướp như thế nào để bọn đầy tớ của dân lại rất giàu? Ok. Cướp như thế nào để bọn đầy tớ của dân lại rất giàu? Bạn ý bạn nói là như thế nào? Bạn bạn Minh Nhật bạn viết rõ ra đi. Ai cướp đầy tớ tớ của dân? Mình theo hiểu nhá, bạn bạn cứ nói thẳng vấn đề đi, mình hiểu nhá. Đầy tớ của dân ở đây tức là các cái cơ quan nhà nước rồi những người cán bộ trong nhà nước đúng không, ý bạn là như thế đúng không? Dạ vâng, chào Đặng Đinh Phạm Mỹ Dung, em chào chị ạ. Ý bạn như thế đúng không? Bạn viết rõ đấy, không mình lại trả lời sai, anh lan man. Mà đặc biệt có bạn nào muốn lên đối thoại được thì là mình mừng, là thích nhất. Còn lại thì ok hết. Các bạn nên có chửi mình cũng được. Thì đúng rồi, Nguyễn Văn Ngọc. Đúng rồi, Nguyễn Văn Ngọc. Sung sướng thì phải có giá của nó chứ. Bạn phải hiểu là tư bản là như này. Và bản thân bây giờ cái công ty mình cũng thế, hoặc bất cứ ai cũng thế thôi. Cái câu chuyện nó nằm ở chỗ là
tôi đầu tư ra một thì tôi phải được nhận trên một là cái chắc, chứ không ai cho không ai cái gì cả. Bạn nên hiểu là như vậy. Đây là nguyên tắc bất di bất dịch rồi. Bạn hiểu không? Chỉ có người Việt Nam là có một cái đặc tính thực chất đặc trưng, nó là bao dung, nó là lòng nhân hậu, tương thân tương ái, lá lùm lá lành đùm lá rách, chứ nó thực sự là chứ nói thực sự là những người nước ngoài, những đất nước khác, những đất nước phương Tây hay những đất nước khác, trừ Nhật Bản đấy nhá, Nhật Bản họ cực kỳ đoàn kết đấy, cực kỳ tương thân tương ái đấy, trừ Nhật Bản đấy nhá. Còn Hàn Quốc, Thái Lan, Campuchia, mạnh ai người ấy sống, nó không có chuyện tương thân tương ái đâu. Hay Trung Quốc cũng thế, bên Trung Quốc bây giờ thì nó ngày trước cũng tương thân tương ái lắm đấy, nhưng mà bây giờ thì do một số vấn đề, cả đất nước nó quá đông. Khi mà đất nước nó quá đông thì thằng ông chủ tịch ông làm mạnh tay, ông làm mạnh tay thì để mới quản lý được, ông mới mà quản lý được thì mới mới có thể là nó sử dụng vũ lực là chính, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái vấn đề về con người, với con người đó. Anh Tuấn Nguyễn ơi, em nói anh như này này, đúng là như vậy. Thì kẻ có tiền thì không 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 phải ngồi trên đầu và không cho mình tính tự chủ. Anh ơi, cái này thì anh em không đồng ý với anh nhé. Kẻ có tiền thì bao giờ cũng ngồi trên đầu và không cho mình tự tính tự chủ. Thì em nói anh này này, mình bỏ tiền ra mình thuê ấy, thì đương nhiên là mình sẽ phải mình bỏ tiền ra mình thuê nhân viên hoặc nhân công, mình sẽ phải đem lại lợi nhuận cho mình. Khi sự phát triển của một công ty hoặc một đất nước, nó sẽ đảm bảo cho duy trì cho những cái cá thể đó đó. Nhưng ngược trở lại thì ở quốc giới chơi chế độ Việt Nam Cộng Hòa là nó mới chỉ đầu tư thôi, chứ nó chưa thu lại được nhiều. Và Mỹ đã thất bại ở Việt Nam là như vậy, vì Mỹ không không tính đến cái việc đó, không tính đến việc là miền Bắc của Việt Nam có thể chiếm được miền Nam Việt Nam, và không hiểu được cái đặc thù của con người Việt Nam, nó là tính quật cường anh ạ. Nó không hiểu được đặc thù rất rất riêng của tính Việt Nam, và Mỹ bây giờ đang đang sai trong cái tư duy đó đó. Họ không hiểu được con người Việt Nam và không hiểu được con người của người người về Hồi giáo á. Không phải là cứ đem lại lại cái lợi trước mắt là họ họ đồng ý theo cái nguyên tắc của họ, mà họ có cái tính dân tộc rất cao đấy, tính tôn dân tộc và tính tôn giáo rất cao, nên là Mỹ đã sai lầm vấn đề đó, thì Mỹ mới thất bại. Hai là anh bảo là làm từ thiện là để trao đổi, để lấy nhân tâm. Không, anh ơi, cái anh Tuấn Nguyễn này, cái làm từ thiện anh bảo là trao đổi để lấy nhân tâm, thì có thể em hiểu sai ý anh nhé. Nhưng theo em thì như này, em thì em cũng làm từ thiện. Và theo em ấy, cái tư duy của em ấy là con người ấy anh, con người nó có cái sự phát triển hình sin anh ạ, cứ lên rồi lại xuống, lên rồi lại xuống, chứ không ai lên mãi được. Thì em hy vọng, thực ra là lại đặng tâm đức nhé. Cái quan trọng là, thực ra là để em nói nốt cái câu trả lời trên. Cái cảm thấy đúng là sự trao đổi, nhưng mà trao đổi theo hướng là mình tạo ra được cái tư duy của mình, cái mình trả ơn vì cháu là cháu được những người tốt giúp đỡ ở thời kỳ lúc còn đang bắt phát triển rất là nhiều, nên bây giờ cháu không giúp lại được người ta vì người ta giỏi hơn cháu nhiều, nhưng mà cháu muốn giúp một người nào đó khác để nó thành một cái vòng xoáy, một cái vòng tròn như vậy thì sẽ cuộc sống nó sẽ tốt đẹp hơn. Tiếp theo mình trả lời bạn Đăng Đức Tâm, cái quan trọng là Cộng sản Việt Nam đang tàn phá đất nước này. Mình không thấy điều đó. Nếu bạn thực sự bạn thấy tàn phá ở chỗ nào, mình gọi bạn lên, mình mời bạn lên, bạn đối chất với mình đó. Và tiếp theo bạn Nguyễn Văn Ngọc,
Theo bạn, người dân Việt Nam nói chung bây giờ sướng hay khổ so với nước tư bản? Thì mình nói với bạn như thế này, người dân Việt Nam ấy, sướng hay khổ nó tùy thuộc vào việc là, bởi vì là cái tham Việt Nam bây giờ nó có 100 triệu dân thì nó tùy thuộc vào cái tư duy của mỗi người. Nhưng có một cái chung như này, tất cả những người Việt Nam nào mà chịu khó làm ăn, tất cả những người nào mà chịu khó làm ăn, chào chú Cầm, tất cả những người nông dân nào mà chịu khó làm ăn thì mình khẳng định các bạn, và có tư tưởng là học hỏi tiến bộ, thì khẳng định các bạn là người dân Việt Nam là sướng, sướng hơn các nước tư bản, và nó phù hợp. Sướng hơn thì nó khó so sánh lắm, nhưng mà đại loại là đối với con người Việt Nam, với tính cách của người Việt Nam thì là sướng hơn. Bởi vì là cái việc mà người dân Việt Nam ấy, họ sống theo kiểu là văn hóa làng xã, họ quan tâm lẫn nhau, nó không chỉ đơn giản từ trong một cái gia đình mà cả một tập thể hoặc một cái xóm, họ khá là đoàn kết, khá là đoàn kết. Từ từ đấy là một cái dòng máu nó chảy xuyên suốt cuộc đời sống rồi. Nhưng người dân Việt Nam mà sang nước ngoài sống ấy, thì lại không được như vậy. Ngay cả một cái xã hội thu nhỏ, nó là một cái gia đình cũng thế thôi, thì cái khoảng cách giữa người con và người bố, người mẹ, ông bà, đấy là trong một cái gia đình, một xã hội nhỏ nhé, là cũng không được như Việt Nam. Còn người Việt Nam thì họ quan tâm nhiều hơn, quan tâm đến nhau nhiều hơn. Đó. Các bạn phản biện đi, phản biện những cái mà mình nói đi. Mình có thể trả lời tất cả các bạn được. À, mình có một cái tư duy như thế này này. Khi bạn giúp được một ai đó mà bạn không mất gì, mà chỉ cần bạn làm cố lên một tí thôi, và bạn không được gì, thì tốt nhất là bạn đừng bao giờ bạn nghĩ được gì. Tức là cái giúp đấy nó không ảnh hưởng đến ai nhé, mà có thể là làm cố lên một tí thôi, thì bạn nên giúp người ta. Một ấy, nếu phân tích theo cái hướng tư bản nhé, một ấy, đấy là cơ hội để người ta thành công, và sau đó người ta sẽ chắc chắn sẽ giúp lại bạn. Vâng, chờ chờ mình một chút, mình nói nốt câu này đã, xong mình mời Nguyễn Văn Ngọc lên. Chắc chắn mình người ta sẽ làm tốt, người ta nên, và người ta chắc chắn sẽ nhớ được cái thời điểm đó của bạn, và đấy là cơ hội của bạn phát triển sau này. Còn có khi mà bạn bạn là có vợ gặp vấn đề gì đó, có thể người ta sẽ giúp lại bạn. Còn nếu mà trong khi đó bạn lại không mất cái gì, hoặc là bạn chỉ cố gắng lên một chút, nên là cái câu chuyện là giúp người khác ấy, là bạn là đừng nghĩ đến những cái tư lợi, mà cứ giúp thôi, đừng tư lợi cá nhân. Đó, thì mình mời Nguyễn Văn Ngọc lên nhé. Em đang mời Nguyễn Văn Ngọc lên đấy ạ.